nên rồi. Quay bốn con mà rú ruột quay được có một con à. Quay bốn con á mà tới quay hình lên được có một con à, ba con kia ta lấy trước rồi. Ba con kia lấy sớm quá. Đó, còn kịp nữa, nó đẹp không mọi người? Nhìn ghiền chưa? Quá trời cốm luôn. Lên cốm nhuyễn thì nó mới giòn ngon nè mọi người. Quá trời giòn luôn. Đụng vô là nghe góp 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 luôn á. Nhìn trong thịt nè. Quá trời ngon luôn mọi người ơi. Bề thịt nó tôm mật nhìn thấy ngon lắm. Da bao giòn nha mọi người. Mới ra lò còn nóng hổi luôn. Là nhà em quay tới bốn con rồi đó. Mà mấy con kia người ta lấy sớm quá, đi giao sớm quá, giờ chỉ còn có con này được quay trực tiếp lên thôi. Này là chói nắng, nhìn nó có một đốm trắng, nắng nó chói vô nhìn nó không có. Ai cần xài heo quay mà nhà chưa có heo á, cứ liên hệ nhà em nha. Nhà em nhận quay heo, có heo sẵn luôn á. Quay xong tính ký, ký nhiêu tiền vậy đó. Như nhà có heo thì đem heo lại quay. Còn không có heo thì cứ liên hệ nhà em.